Chào các bạn đến với cây thuốc Quỳnh Tà. Đây lá mơ, lá mơ lông các bạn. Hôm nay ngày 28 âm lịch đó, rồi chị tôi làm cái này chữa về bệnh kiết lỵ, đau bệnh ruột đại tràng nữa. Thì trước tiên mình là làm vô món rửa sạch lá rồi. Lá mơ này là người ta ăn thịt chó các quý vị. Thấy lá mơ là nhớ thịt chó rồi. Đây, cực kỳ lá mơ cũng có hai màu, màu xanh đỏ. Lá cũng sao phải nhát nhỏ ra. Từng miếng. Chiếc cháo về cái lá vô cái mình cắt ngay nhỏ nhỏ ra. Bài này là trị kiết lỵ, ăn không tiêu thịnh ruột rồi, uống trà ăn chừng 2 ngày 3 ngày là hết liền. Này lá mơ lông nha quý vị. Lá nó cái hai mặt cái màu xanh, mặt bên kia màu đỏ, màu tía. Lá này ta thường với là thịt chó. Bởi vì ta ăn thịt chó là ăn cái lá này cho nó dễ tiêu quá. Mình ăn cái lá này cũng có vài thuốc. Rồi thêm nữa đi chừng 10 lá đi. Đập hai trứng gà ra rồi bắt đầu mình lấy trùng đỏ thôi, bỏ trùng trắng. Vô lấy phần đỏ đỏ vô quậy trên cái dĩa lá mơ này cho nó chắc.
cơm quậy trộn cho đều đó. Rồi thêm bột ngọt, tiêu, nước mắm cho vừa ăn. Thôi. Rồi trộn đều vô. Để tay bốc bốc rồi trộn trộn. Dầu vô. Đó. Bật lửa. Bật lửa ra cái hai lá chuối lót dưới hai lá cho nó đừng có khác quý vị. Một cho bằng luôn rồi, một lá này để ở trên để ngang qua rồi, rồi lấy kia bỏ lên gom cho phần gọn tròn tròn. Rồi, lấy 2 lá đẩy trên. Chéo rồi. Có nắp. Nắp đậy lại. Rồi, mở ra quay trở lại.
gian khoảng 5 phút, 5-6 phút gì đó, như gì có đồng hồ trước mặt. Rất là dễ.